Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Thì hôm nay em sẽ quay cho các bác xem. Và các bác hãy ủng hộ em, cho em xin một like, một share và đăng ký kênh nhé. Thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi với em để em quay xem có những gì mới thì em quay lại cho các bác xem. Thì các bác cùng đi với em nhé. Let's go. Vâng, trước mặt các bác là một chiếc đài cổ, nhìn vẫn rất là mới và đẹp, khoảng 80%. Thì hôm nay em đi em mới gặp có nhiều bác hỏi, nhưng mà rất tiếc con này là nó không phải được thuộc dạng bảo hành, mà con này nó bị hỏng. Có phần băng này, em dịch là phần băng này là không được này, là không chạy băng được. Đấy. Còn mặt nó rất đẹp, có cả bát xét, volume, tuner để chỉnh đây. Rất là đẹp luôn, nhưng mà nó nặng. Em thấy con này nó rất là nặng, khoảng 4-5 cân ấy. Đây là check này, nó có cả tần số này, bấm vào đây nó chạy này. Đấy, của hãng Aiwa nhé các bạn nhé. Đây, Aiwa TPR230, có giá 700.000. 700.000 này em chưa tính công và tính tiền gửi về. Tiền gửi về nó nặng, tầm này là hết khoảng hơn 1 triệu. Khoảng 1 triệu gì đó. Và tiền công mấy trăm nghìn nữa. Thế thôi. Là sở hữu một chiếc này. Con này nó ghi là không nhả băng ấy. Nghĩa là cái ấn nút này là nó không ra được băng ấy các bác ạ. Anh em nhìn đài cổ này để trưng bày không cũng đẹp. Các bác nào mua mà sửa đi một tí thì em thấy là rất là ok. Ở đây trên đầu đây, play này, rec này, FM, rất là nhiều nút luôn. Đấy, bên trên có chỗ này nó hơi bị gãy, kiểu cái vết lâu ngày nó bị oxy hóa, không phải, nó kiểu bị có một vết kiểu như là cong gì ấy các bạn, kiểu tháo ra người ta làm cong. Đấy, có cả nao lớt này. Em thấy đài rất là lịch, rất là xịn sò, cả nao lớt như các thứ thì khá là hay đấy. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đây phần rec mic 1 này, Teamote và mic 2 và AUX. Và cái chỗ này nữa, AXT, SP, 8 ohm. Đây là đường vào, em thấy chỗ này nó là đường vào này. Đằng sau nó đây, model này, TPR230, ACDC, CAR, điện 100V, 10W. Đấy, DC 7,5V này, UM 1x5. Đó, thông số kỹ thuật của nó như vậy, thì em quay kỹ cho các bác xem. Nhiều cái em đọc không đúng thì mong các bác thông cảm. Ở đây là pin, cả pin này, hộp pin made in Japan. Em thấy con này rất là ok. Thì bác nào nếu lấy thì hãy báo em luôn, tại vì những cái đồ này là thường thường là có một cái là người ta hay có người mua luôn đấy. Nếu bác nào mà yêu thích đồ cổ mà để trưng bày này, hay là muốn nghe thì các bác sửa đi một tí thì nghe rất là ok. Đây trước mặt đây, đây tổng thể mặt nhé các bác nhé. Đấy, dây điện đây, đồ này có dây điện này. Đấy, trên thì anten, đây này anten rất là hay. Em thấy nao lớt, bát check, volume khá là ok con này, em thấy khá là đẹp, còn tương đối 80%. Và tiếp theo nữa là một con này còn đắt hơn nha. Đây các bạn, AM/FM ok này, con này giá khoảng gần 1 triệu cơ, nhưng nó bé.
Con này nhẹ lắm các bạn, tầm 1 cân thôi. Tầm 1 cân. Mà nó đắt hơn cái con to kia. Nhưng nếu để trưng bày thì hai con đây các bác nhìn. Con to trưng bày rất là đẹp. Sẽ đẹp hơn nhiều đấy. Vì nó hàm hố hơn, tại vì nó có một cái nốc trước mặt này. Còn con này thì nó chỉ thế này thôi. Và một bát khoảng tầm 10 cm. Và các tần số đây, con này tần số lên 108 cơ. Về Việt Nam bắt thì khá là ok, thoải mái. Của hãng Natiola. Rồi FU6. Con này radio FRU6, xin lỗi các bác. Đây, hãng Natiola FRU6. Giá 900.000. Đằng sau đây em nhìn thấy cả bên trong nữa, cả loa này. Các bác nhìn thấy cuốn loa không? Nhìn thấy cả bên trong rất là nhiều linh kiện. Và đằng sau đây, con này chạy pin ok nha các bác nhé, 100V. Con này có 2W thôi, 4,5V. Đó, thì em thấy hai con này. Rồi em sẽ ra quay một con núc man nữa. Con núc man. Nên em đi con núc man này mới. Núc man nào 48X. Và lút ít nha các bạn nhé. Con này có giá khoảng hơn 9 triệu các bạn. Hơn 9 triệu mà chưa tính tiền gửi về. Bao cân thì nó không vui. Cái này thì nó một âm thanh, cũng có một âm thanh và có một tí xước ở hồi gỗ. Mặt rất là đẹp các bạn. Mới chính con. Nhưng ngoài này khá là đẹp. Đến 15 rất là nhiều nút. Em thấy mặt nó bóng và đẹp nè. Một cái xước này hồi gỗ, nhưng nghĩ là hồi gỗ thì cũng không quan trọng lắm, quan trọng là cái nội thất bên trong thôi. Rất là đẹp. Em quay tổng thể cho các bạn xem. Khá là đẹp các bạn, mới lắm, mới thì rất là ok. Con này là con lút X thì nhé các bạn nhé, mai là 48X. Rất là đẹp các bạn ạ. Em không nhìn thấy là nó có đèn không. Tức là em nhìn thấy con này nó rất là mới. Nó khoảng 85-90%. Nên nó cũng khá đắt các bạn ạ. 9 triệu ấy. Em nghĩ ở Việt Nam chắc cũng rẻ. Bên này hỏng như này nó ghi là hỏng một âm thanh nhé các bác nhé. Một âm thanh đây, giá tiền đây ngoài 9 triệu. Rất là đẹp. Em thấy cái này khá là đẹp đấy các bạn. Nên em đi thì gặp toàn những hàng của nhà hàng cổ ấy. Còn mấy cái nút này thì nó bị kiểu nhám nhám gửi
để theo thời gian đấy mình về mình các bác kỳ đi tí là sạch, người ta mới thấy mặt rất là đẹp, không bị xước xước gì cả, rất là đẹp luôn. Đây con đầu ni đa kênh, mình đã kênh nhân bỏ qua các bác nhé, nó không có gì hay cả. Thực chất là hôm nay em đi thì có mấy con như vậy thôi, thì các bác hãy ủng hộ em cho em xin một like, một share và đăng ký kênh của em nhé. Thì chắc này em cũng xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp các bác ở video tiếp theo. Và em xin kính chào các bác ạ.